Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tùy biến cái thiết bị Xiaomi của chúng ta sang cái giao diện theo cái phong cách iOS chế độ Dark Mode như thế này. Và trong cái video này chúng ta đều sử dụng tất cả những theme trên cái cửa hàng theme quốc tế nha các bạn, không sử dụng file backup. Mời các bạn cùng thực hiện video này với mình nhé. Thì cái theme này là cái theme chúng ta tùy chỉnh nha các bạn, nó sẽ kết hợp nhiều theme lại với nhau, chúng ta mới có được cái giao diện như thế này, không phải là sử dụng chỉ là một theme. Thì trước khi mà chúng ta đến với cái phần cài đặt cũng như là tùy chỉnh theme thì chúng ta cùng điểm qua một vài những cái điểm nổi bật trên cái theme này nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ trên màn hình chính với cái nhảy dây đằng sau như thế này. Chúng ta sẽ có cái thanh pin cũng như là cái wifi và cái biểu tượng của sóng di động khá giống với những dòng thiết bị iOS. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta HyperOS luôn nha. Rồi, cái bộ icon của Xiaomi theo cái dạng chế độ Dark Mode như thế này. Ở trên màn hình khóa thì chúng ta sẽ có những cái tùy chỉnh rất là nhiều nha các bạn. Dynamic Island nè. Chúng ta sẽ có một cái thanh những cái ứng dụng yêu thích ở nằm đây. Chúng ta có cái chế độ là Focus Mode như thế này. Khi mà chúng ta nghe nhạc đó thì trên màn hình khóa chúng ta cũng sẽ có Dynamic Island luôn nha. Khi mà chúng ta bấm vào thì nó sẽ có những cái hiệu ứng như thế này trên màn hình khóa. Bấm vào chỗ này chúng ta sẽ có cái album. Ngoài ra thì trên cái màn hình khóa này còn rất là nhiều những cái tính năng khác. Khi mà chúng ta chạm vào đây, các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những cái hình nền nó đã cài đặt sẵn cho chúng ta rồi đây nè. Tùy loại màu sắc các bạn thích, hay là các bạn có thể chọn cho nó là cái chế độ của iOS 18 vẫn được luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thiết lập cái theme này trên cái thiết bị của các bạn nhé. Bây giờ cái thiết bị của mình nó đã trở lại cái giao diện mặc định của những dòng thiết bị Xiaomi HyperOS. Cùng kiểm tra lại cái phiên bản chủ đề của mình nha. Phiên bản chủ đề mình sử dụng là 2.6.0.6 phiên bản quốc tế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ứng dụng chủ đề lên và chúng ta sẽ tải từng theme để chúng ta có thể là tùy chỉnh cái theme vừa rồi nha. Đầu tiên các bạn sẽ bấm giúp mình cái từ khóa là V15. Thì trong cái chỗ V15 này các bạn sẽ bấm vào cái tên này. Thì các bạn có thể gõ đúng cái tên của cái theme các bạn tìm, hoặc là các bạn gõ V15 và các bạn chọn vào nó. Chúng ta sẽ tiến hành tải về nha. Sau khi tải về hoàn tất thì chúng ta bấm tùy chỉnh và các bạn áp dụng giúp mình biểu tượng nha. Chỉ biểu tượng thôi nhé. Thì lúc này á, trên cái thiết bị của chúng ta sẽ có cái bộ icon, cái chế độ Dark Mode của những dòng thiết bị Xiaomi, nhưng mà theo cái phong cách của iOS 18, trông nó sẽ như thế này. Sau khi chúng ta đã áp dụng cái bộ icon thì chúng ta sẽ cài tiếp một cái theme này nha. Thì đây là cái tên theme nha, các bạn có thể gõ và tìm trên cửa hàng theme quốc tế và sau đó chúng ta sẽ tải về và áp dụng. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng màn hình chính và hệ thống giúp mình nha. Thì sau khi các bạn đã áp dụng cái màn hình chính và hệ thống của cái theme vừa rồi thì chúng ta sẽ có được cái tiện ích này bên trong cái màn hình chính. Chúng ta có cái đồng hồ điểm dây. Thì đây là cái hình nền của cái theme vừa rồi. Các bạn có thể sử dụng hoặc là các bạn có thể tải cái hình nền mình để trong cái phần mô tả video để mình có thể là tùy chỉnh cái theme như là lúc đầu mình demo cho các bạn xem. Mình sẽ sử dụng cái file hình nền này. Rồi, thì lúc này chúng ta đã đặt xong hình nền cũng như là cái biểu tượng. Còn cái mà chúng ta tùy chỉnh nhiều nhất là trên màn hình khóa thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp một theme nữa nha. Mở lại cửa hàng chủ đề và các bạn tìm giúp mình cái theme này nha, God Bless. Thì các bạn có thể thấy là cái theme này á, nó rất là đơn giản. Các bạn nhìn cái bảng xem trước của nó thì các bạn thấy là hầu như nó chỉ như vậy nè, nó không có cái tùy chỉnh gì cả. Nhưng mà cái theme này là một cái theme với những cái chức năng ẩn đó các bạn. Các bạn phải nhập mật khẩu vào thì chúng ta mới có thể mở khóa được những cái chức năng của nó. Thì trước tiên các bạn cứ tải cái theme này về và các bạn sẽ áp dụng nó vào màn hình khóa giúp mình nha. Thì lần đầu tiên các bạn áp dụng vào màn hình khóa thì nó sẽ y chang như vậy nè, nó không có cái tùy chọn nào cả. Thì các bạn sẽ trở ra giúp mình nha. Trở ra và các bạn vào tùy chỉnh chủ đề, các bạn chọn kiểu khóa. Ở đây các bạn bấm tùy chỉnh giúp mình và nhập giùm mình cái mật khẩu ở đây nha. Nhập đúng cái mật khẩu chỗ này nha, chúng ta mới có thể mở khóa được toàn bộ những cái chức năng của cái theme này trên màn hình khóa. Chúng ta bấm OK. Thì sau đó các bạn tắt cái màn hình và các bạn mở lại. Thì trên màn hình khóa của các bạn sẽ xuất hiện những cái tùy chọn này. Cái thanh yêu thích cũng như là cái chế độ Focus Mode thì chúng ta đều có thể tùy chỉnh được nha. Thì cái theme này những cái chức năng của nó rất là nhiều. Các bạn bấm hai lần vào cái thanh trắng ở đây thì nó sẽ cho chúng ta tùy chỉnh lần lượt. Ở đây là cái tùy chọn ngày tháng nè, các bạn có thể chọn qua cái thời gian. Thì chọn kiểu thời gian, kiểu ngày tháng như thế nào đó thì tùy nha. Những cái này thì rất là đơn giản, các bạn muốn chọn sao cũng được. Sau đó chúng ta bấm qua thì tới cái phần tiện ích. Phần tiện ích thì các bạn có thể vuốt xuống, các bạn đặt vào đây những cái tiện ích mà các bạn sử dụng nha. Tiện ích dài, tiện ích ngắn hay tiện ích gì đó thì tùy. Qua một lần nữa chúng ta sẽ qua đến cái tab hình nền. Thì đây, hình nền mặc định của theme. Nó cung cấp cho chúng ta thêm rất là nhiều những cái hình nền theo cái dạng màu sắc khác nhau. Thì ở đây nếu mà các bạn không thích những kiểu hình nền này thì các bạn chọn vào cái công tắc chỗ này. Nó sẽ chuyển qua cái hình nền theo cái phong cách của iOS 18. Như thế này đây.
Còn cái thanh dưới này lát nữa chúng ta sẽ tùy chỉnh nha. Cũng như là chế độ Focus Mode thì chúng ta đều có thể tùy chỉnh được hết, nhưng mà chúng ta phải vào bên trong cái giao diện tùy chỉnh của theme. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào tùy chỉnh sâu hơn. Tùy chỉnh sâu hơn bên trong cái chỗ tùy chỉnh của cái màn hình khóa nè. Các bạn vuốt xuống từ từ. Thì cái chỗ dòng số 3 đó là cái dòng mà tùy chỉnh Dynamic Island đó, các bạn chỉnh theo cái kiểu Smart Island nha. Thì nó sẽ có cái kiểu giống như là trên cái thiết bị của mình đây. Thì bật cái công tắc chỗ Smart Island Music này lên. Thì khi mà chúng ta nghe nhạc á, thì trên màn hình khóa của chúng ta nó sẽ có cái album ở đây. Và các bạn bấm vào cái Dynamic Island, nó sẽ có cái hiệu ứng như thế này. Trông nó cũng khá là đẹp mắt. Và các bạn cũng có thể là nét nhanh bài hát qua cái album này nha. Các bạn tiếp tục dứt tới cái mục số 5 là cái tiện ích trên màn hình khóa. Thì cái chỗ mà dưới Power Widget này nè, các bạn sẽ nhập cái tên thiết bị của các bạn vào. Thì ví dụ ở đây mình nhập là Gaming Phone thì mình lấy cái tiện ích này ra, nó sẽ trông như thế này. Còn các bạn nhập vào cái gì ở đây thì nó sẽ xuất hiện cái chỗ bên dưới của cái đồng hồ trên màn hình khóa này nha. Tới cái dòng số 10 chúng ta sẽ chỉnh cái chế độ tập trung Focus Mode. Các bạn sẽ bật công tắc lên như thế này. Và ở bên dưới này thì các bạn có thể đặt tên cho những cái chế độ, ví dụ như là Music Mode hay là Gaming Mode. Các bạn muốn đặt cái gì thì tùy, các bạn bấm vào thì chúng ta có thể là thay đổi được cái kiểu Focus Mode. Thì ở đây mình chỉ nói đến những cái chức năng cơ bản mà chúng ta thường hay sử dụng thôi. Vì bên trong cái theme này có rất là nhiều những cái tùy chỉnh, thì các bạn có thể là tự mày mò bên trong cái chỗ này nha. Và chúng ta sẽ nhìn tới những cái mục của nó nè. Và các bạn có thể là tùy chỉnh cái chức năng trên cái màn hình khóa. Lướt tới cái dòng 17 là chế độ Standby Mode, hay còn gọi là chế độ chờ đó. Thì khi mà các bạn bật công tắc này lên trên màn hình khóa, thì nếu mà chúng ta vuốt xuống thì các bạn sẽ truy cập vào chế độ chờ. Nó sẽ có cái dòng như thế này. Rồi, nó chỉ như vậy đó. Các bạn không thích thì tắt đi nha. Còn muốn sử dụng thì cứ để đó. Cái dòng thứ 20 nó cho chúng ta tùy chỉnh một cái chữ xuất hiện bên góc trái trên cái màn hình khóa. Đây, ví dụ mình để chữ Hello ở đây nè. Đó, các bạn sẽ để cái chỗ này là cái tầm test nha. Và chỗ này các bạn sẽ gõ cái chữ vào. Gõ chữ gì vào đây thì nó xuất hiện trên góc trái trên màn hình khóa nha. Rồi, tới cái phần mà chúng ta tùy chỉnh cái thanh yêu thích đó. Thì các bạn sẽ tới cái dòng thứ 23, các bạn bật nó lên nha. Bật cái dòng thứ 23 lên. Và các bạn kéo xuống dưới nè. Thì cái chỗ mà shortcut Go Game nè, nó sẽ có 6 cái phím tắt của cái ứng dụng. Các bạn chọn vào đây, chọn những cái ứng dụng các bạn thường hay sử dụng. Ví dụ mình đặt cài đặt nè, thời tiết, quản lý tập tin. Thì trên cái thanh này nó sẽ xuất hiện cài đặt, thời tiết, quản lý tập tin, cũng như là những cái ứng dụng mình chọn bên dưới. Đây, ghi chú nè, chủ đề, ghi âm nè. Thì sử dụng cái nào thì các bạn đặt ở đây nha. Còn nếu mà muốn tắt luôn á thì các bạn sẽ tắt cái công tắc chỗ này đi. Tắt bật rất là nhanh chóng. Bây giờ thì nó mất đi rồi. Rồi, thì đó là mình chỉ cài đặt những cái chức năng cơ bản của cái theme thôi. Các bạn có thể là vào cái phần tùy chỉnh của cái theme này và các bạn tìm hiểu thêm những cái chức năng khác của nó và các bạn tùy chỉnh sao cho phù hợp nhất với các bạn nha. Cái theme thì trông nó rất là đơn giản như thế này, nhưng mà bên trong của nó khi mà chúng ta nhập vào cái mật khẩu thì nó lại bao gồm rất là nhiều những cái chức năng trên màn hình khóa. Thì cái phong cách của mỗi người là khác nhau, nên là các bạn có thể là tùy chỉnh cái theme tùy theo cái sở thích của các bạn. Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh những cái hiệu ứng trên màn hình khóa nè. Thì nếu bật nhiều quá thì hơi rối thôi, còn nếu mà bạn nào thích thì cứ bật nha. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta tùy chỉnh được cái theme này trên cái cửa hàng quốc tế. Chúng ta không cần phải sử dụng file backup, và hầu như là thiết bị nào cũng có thể là tùy chỉnh được. Thì nếu mà các bạn thấy thích cái phong cách theme này thì có thể thực hiện theo video nha. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.